bạn là nút này. Đập thế nào? Đập cũng phải ra. Rồi nào. Đập. Đối với cái hút này nó hút quá chắc, các bạn không thể lấy được ra đâu. Đây các bạn nhìn nào, cái kéo này các bạn không thể lấy được ra đâu. Kéo đây, kéo không thể lấy được ra đâu. Đây các bạn tắt hút đi đi. Vì cái này nó hút quá chắc. Các bạn là chú ý là ví dụ như hơi nghiêng cái là nó ra. Đấy, vì nó quá chắc. Có để lâu nó cũng quá chắc luôn. Ở đây thì nó có các hành trình nhiệt cho các bác này, đế to này. Đối với các bác cắt thích ấy thì các bạn có thể bỏ thanh này đi này, thanh này độ cân bằng này, nguồn lớn này. Đối với các màn hình lớn thì các lên nhiệt đều này, lên nhiệt đều để cho các bác cho nhiệt nhanh này, nhiệt nhanh để các bác ra keo hoặc làm nó không bị sửa. Khuyến mãi quá rẻ cho các bác luôn nhé. Ok, điện thoại Việt Nam.com. Xin kính chào các bạn.